Những người theo xu hướng nâng cấp cơ thể không chỉ dừng lại ở những tiện ích hàng ngày. Anh Skakul không có bệnh gì, nhưng lại uống tới 30 loại thuốc, viên vitamin bổ sung mỗi ngày. Anh cũng lấy máu thường xuyên để các nhân viên y tế phân tích. Mục đích của anh là tối ưu hóa thể trạng cơ thể mình, hy vọng có thể sống lâu để chứng kiến các thành tựu công nghệ mới. Tôi tin rằng nếu chăm sóc sức khỏe hoàn hảo, cơ thể chúng ta có thể sống lâu hơn mức 90 năm rất nhiều. Nhà hóa sinh người Nga Skulachev đang nghiên cứu về tuổi thọ qua các quan sát trên loài chuột rũi châu Phi. Đây là loài có thể sống tới 30 năm, tuổi thọ dài gấp 6 đến 7 lần các loài chuột thông thường. Đáng tiếc là khoa học hiện tại chưa có phương pháp nào có thể kéo dài được tuổi thọ.